Hello mọi người, thì đây là cái camera hành trình của mình. Mình mua cái SC3 này thật sự mình xài rất là bền luôn. Mình xài đến giờ là cũng cả năm rồi đó, nó không có hư gì. Chỉ có hôm nay á là khi mà mình quay video và mình up lên thì mình thấy ngay cái chỗ mà cái mặt lens á, ngay cái chỗ chính giữa nè, thì khi mà mình quay video mình thấy có một cái vệt màu trắng. Ấy là có một cái đốm mờ mờ màu trắng. Thì lúc nãy mình về thì mình mới kiểm tra lại cái lens camera thì mình thấy là giống như là nó bị lọt bụi ở trong đây vậy đó. Nên là mình sẽ tháo ra để mình xem. Và mọi người á, mới đầu thì mình tưởng bụi nhưng mà thật sự không phải, giống như là nó có dính một cái vết dơ ở trong vậy đó. Và nếu mà mọi người khi mà xài cái điện thoại của mình một thời gian á, cái mặt trong cái lens camera của mình nó bị dính bụi thì có một cách cũng khá là hay mà mình không có cần phải tháo cái máy ra để lau cái bụi đó, mà mình có thể chữa cháy bằng cách đó là mình sẽ cột cái cọng dây thun vào trong cái lens camera và sau đó mọi người sẽ búng như vậy đó, mọi người sẽ búng như vậy. Nếu mà có bụi á thì cái lực dây thun nó sẽ tác động lên cái mặt kính và nó sẽ làm bụi rớt xuống. Thì đương nhiên đây chỉ là một cái cách giải quyết tạm thời thôi, không phải là một cái cách giải quyết triệt để. Nếu mà muốn triệt để thì mình phải tháo nó ra và mình lau ở bên trong thì nó mới hết. Bởi vì á, thì cái mặt kính nó rất là hút bụi, do là cái mặt kính nó bị nhiễm điện á, nên là bụi này kia nó sẽ bám vào trong cái mặt kính rất là nhiều. Như là cái camera của mình mặc dù là mình xài rất là kỹ luôn nhưng mà cũng cả năm rồi, không thể nào mà tránh khỏi được những cái vết chạy xung quanh. Và mọi người nhìn thấy ngay cái chỗ chính giữa này nè, đó, ngay chỗ chính giữa này nó có một cái vệt trắng trắng. Thì lúc nãy thì mình thử cách đó là mình lấy một miếng ke đánh răng đó, mình bỏ lên và sau đó mình chà thì nó cũng không có bớt. Và mình lấy tay, ngón tay á, mình kiểm tra xem là cái vết này là nó ở phía bên trong hoặc là ở phía bên ngoài cái mặt camera. Thì mình kiểm tra bằng cách mình sẽ lấy tay và lấy móng tay á, mình sẽ ri trên cái mặt kính như vậy nè. Đó, nếu mà thí dụ mà mình thấy giống như là nó có cảm giác cộm cộm á thì là nó ở phía bên ngoài. Còn nếu mà nó không có cái cảm giác cộm hoặc là không có một cái cảm giác gì khác thường á thì nó là bên trong của mặt kính. Và mình cũng thử bằng cách đó là mình lấy dây thun mình búng, nhưng mà thật sự ra cái này nó không phải bụi mà nó giống như là một cái vết gì đó mình không biết nữa, nên là mình sẽ tháo ra. Thì tháo ra ban đầu á mình mò này kia tại vì mình không có sửa chữa điện thoại hoặc là mình không có chuyên môn sửa chữa máy móc nên mình cũng rất là khó để tháo cái len này ra, cái len của cái camera hành trình của mình ra nè. Nhưng mà sau khi mà mình ngồi mình mày mò một chút xíu á thì mình thấy là để tháo được cái len này ra, nếu mà mình có một cái máy khò nhiệt á thì mình sẽ dễ tháo ra hơn. Đó là khi mà mình khò nhiệt xung quanh cái mặt kính này nè, thì nó sẽ làm chốc cái keo dán ở phía bên trong, thì sau đó mình sẽ nạy lên được. Còn cái này mình không có máy khò nhiệt nên là mình sẽ sử dụng một cái cây nhíp nhọn này. Cái cây nhíp nhọn này là cái cây nhíp nặng mụn á. Thì mình sẽ, bởi vì sao? Bởi vì chỉ có cái đầu nhọn này nè, cái đầu nó nhọn và nó dẹp chứ nó nhỏ để vừa vô trong cái khe này thôi, chứ còn những cái khác á thì không có vừa. Đó thì sẽ không có vừa. Như là cái đầu cái cây tu vít này nè, mặc dù là nó vẫn dẹp nhưng mà cái diện tích của nó, cái bề mặt của nó hơi bị bự nên là không có vừa, chỉ có cái này vừa thôi. Và sau đó thì mình sẽ ấy ngay xung quanh đây nè, thì mình sẽ cà nhẹ nó cho nó sát cái mép này. Đó, mục đích là gì? Mục đích là để cho mình tháo bớt một cái lớp keo của nó đi. Và sau đó thì mình sẽ nạy nó lên được. Đó, bây giờ là thì mình đã nạy nó lên được rồi. Mình không có chắc chắn là mình sẽ xử lý được hết cái vết ố ngay chỗ cái mặt len. Mà nó ác một cái nữa đó là nếu mà nó nằm ở phía bên ngoài á, xung quanh không nói mà nó nằm ngay cái trung tâm của cái len luôn mới ghê. Nên bởi vậy á, khi mà mình quay á, mình sẽ thấy một cái đốm rất là khó chịu. Và mình quyết định là mình sẽ tháo nó ra. Tháo nó ra thì cũng phải cẩn thận, do là cái đầu này nó hơi nhọn đó. Nó sẽ làm xước cái mặt kính của mình.
mình sẽ đẩy nó lên từ từ thôi. Thật ra thì không có cái dụng cụ làm á thì nó hơi khó. Thì mình sẽ lấy thêm cái ngón tay để mình trợ lực. À không phải ngón tay, mình sẽ lấy thêm cái đồ này để mình đậy và mình giữ nó. Nó hơi bị khó là do là ở phía bên trong á nó vẫn còn keo. Đó thì bây giờ là mình đã đỡ nó được rồi nè. Sau đó thì mình sẽ tách nó ra thôi. Đó thì mọi người thấy à, nó sẽ ốp một cái lớp keo mỏng lên trên đây. Mà lâu ngày á, thì ở phía bên trong á, nó sẽ bị những cái vệt gì đó, cái vết ố hoặc là cái vết chày gì đó, mình cũng không biết nữa. Và nếu mà mình để như vậy á, thì cũng được. Nhưng mà có một cái căn á, là mình để như vậy á, thì nếu mà nước này kia á, mình sợ hơi nước này kia nó hấp vô trong cái lens camera của mình. Đây là một cái vết keo nè. Đó thì tạm thời thì mình sẽ tháo nó ra. Còn cái cách xử lý á, cái hướng xử lý thì mình cũng chưa biết xử lý nó như thế nào. Nhưng mà trước hết thì mình sẽ đem cái này để mình vệ sinh và mình rửa này kia cho nó sạch. Sau một khoảng thời gian á thì cái này nó chạy cũng hơi bị nhiều á. Tí một cái á là không có phụ kiện mua để thay nên là mình cũng không biết làm sao. Đó thì mình chỉ làm video và mình hướng dẫn các bạn thôi. Nếu mà thật sự nếu mà lens của mình á mà bị bụi á thì mình có thể áp dụng bằng cách là mình cột dây thun và sau đó mình sẽ búng mình trên cái lens. Giống như là mình xài điện thoại lâu ngày này kia thì đôi khi bụi nó sẽ vô trong cái lens camera, dùng cho mình giữ kỹ đến thế nào đi nữa đôi khi thì nó vẫn xuất hiện bụi. Thì đó là cái cách để mình giải quyết tạm thời, đó là mình sẽ cột dây thun và mình sẽ búng lên trên cái lens camera thì bụi nó sẽ rớt xuống cái phần đáy đó, chỉ vậy thôi.